Dove hay sữa? Sản phẩm nào dưỡng da tốt hơn khi tắm? Trước tiên ta dùng sữa trên một cánh tay, rồi kiểm tra độ ẩm. Làm tương tự với Dove, các chỉ số khẳng định kết quả. Ai cũng công nhận sữa tắm Dove nuôi dưỡng làn da, dưỡng ẩm tốt hơn cả sữa.